Còn đây là lô cát một lá vừa cập bến của nhà em nhé. Giá vẫn là 101 một bụi và hàng không bao ship. Các bác lấy bao nhiêu chậu thì phí ship vẫn là 40.000. Hàng thì thời điểm này nó đang bắt đầu báo mèo nhá. Cát một lá này, bông siêu to luôn. Cứ trung bình một cái dã hành này thì nó chỉ cho từ 1 đến 2 bông thôi. Mà thường thường nó chỉ có một bông thôi mọi người nhá. Hàng bông to. Hiện tại cát bên nhà em thì em có mấy màu. Xanh cốm này, tím nhăn này, cam loang. Với lại màu cam. Trắng lưỡi hồng này. Đây nhá, hình ảnh thực tế này, em lưu ý luôn với các bác nhá, không tránh trường hợp đấy mọi người kêu nó thối. Đây là cái vỏ bên ngoài nhá, đây là cái vỏ bên ngoài này mọi người này, chứ không phải nó bị thối đâu nhá. Cái vỏ bên ngoài nó khô, nó đen đấy. Đến nơi các bác lại bảo là nó bị thối không nhận. Và cái cát này là nó không ưa nước nên khoảng tầm 2 đến 3 ngày mọi người tưới cho em một lần thôi, không cần tưới nhiều nhá. Đây hình ảnh thực tế của lá đây. Nó sẽ không được mướt mát 100% đâu. Đây này. Lá của nó cũng sẽ hơi hơi có vết một chút nhá. Cái này về bây giờ mình sang chậu cho em, vì cái dòng cát này nó đẻ con cực kỳ mạnh. Sang cho em cái chậu nó to hơn để cho cây nó phát triển nhá. Trầm rừng Myanmar thân tím đậm các bác nhá. Hàng này nó là hàng thuần tại vườn em năm thứ 3 rồi. Về bây giờ chỉ việc ngoặc móc treo lên tưới nước chơi là được nhá. Một bảng này em bán với giá là 300k, chưa bao gồm phí ship nên các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship ạ. Mặt bông của nó đây ạ, tím đậm tím ngắt nhá. Cái hoa trầm này thì hoa nó sẽ nở sau Tết, giải rác bắt đầu từ tháng 3 dương nhá, tháng 3 đến tầm tháng 6 dương ạ. Đây, trầm rừng Myanmar mọi người nhá. Hoa siêu thơm siêu bền luôn ạ. Đợt hoa của nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 25 đến 35 ngày. Cái hàng này cực kỳ dễ chăm dễ trồng nhá. Về mình chỉ tưới nước vào phần gốc cho em thôi này, gắn cho em một cái túi phân và cái phần bảng dớn này nhá, để cho nó cung cấp dưỡng chất cho cây. Bác nào thích chơi dày hoa thì mình có thể ộp lưng hai cái bảng này vào nhau, không thì làm một bảng này treo cũng được nhá. Đây này, hàng nó đang đi ngọn đây này. Đó. Em còn ít cái hàng trâu rừng lỗi lá này. Thanh lý nhanh cho các bác 250.000 một cân nhá. Cái này thì nó cứ dao động khoảng tầm 2 đến 7 cây một cân. Hàng rừng này thì nó chỉ có duy nhất một màu hoa trắng tím thôi ạ. Và nó là hàng lỗi lá nhá. Lỗi lá làm sao đây này. Thực tế như các bác xem nhá, là nó bị vỡ lá hoặc là bị mất lá chân thôi, chứ còn không có cây nào bị thối đâu. Hàng này về bây giờ các bác ghép lên là kịp Tết chơi hoa đây này. 250 một cân và hàng em không bao ship nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Mua bao nhiêu cân thì phí ship vẫn đồng giá là 40.000. Đây. Tầm này bác mua cái hàng này nó cực kỳ lợi cân luôn ạ, vì là nó xuống nước rồi. Cho nên nó rất là dôi. Cân lên được nhiều lắm. Còn đây là 5 cái loại kiếm gieo hạt cây giống năm 2023 nhá. Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng, Vàng Tây Ninh và cái hàng đồ Long Đao của Thái nhá. Hàng hơi lỗi lá đây, em đang thanh lý là 250.000 một combo 2 chậu như thế này. Trung bình một chậu thì nó cứ dao động khoảng tầm 2-3 tép, có những chậu được 4 tép nhá. Mọi người lưu ý cho em là hàng nó lỗi lá. Đây này, có những cái cây nó bị cắt ngang lá này này. Cắt lá do vận chuyển nhá. Phan Chí, Xanh Huế, Vị Hoàng, Vàng Tây Ninh và đồ Long Đao. Hàng cây gieo hạt hơi lỗi lá, thanh lý 250.000 một combo, giá không bao ship. Các bác mua bao nhiêu chậu thì cũng vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship nhá. Nhạn VIP 4N hàng mới cập bến các bác nhá. Đây, giá thì là 350.000 một cây, từ 5 cây trở lên em bao ship nhá. Mặt bông đây ạ. Cái dòng này nó là cái hàng cấy mô của Thái nên là hoa cũng sẽ nở rải rác từ tháng 4 đến tầm tháng 10, 11 dương nhá. Hàng thuần năm 4 rồi, về bây giờ các bác chỉ việc treo lên tưới nước đợi nó ra hoa thôi. Trung bình một cây này thì nó cứ dao động 7 cặp lá nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá này. Đây, thực tế luôn đây. Hàng lá mít xét rụt rịt luôn nhá, cây cực kỳ đẹp luôn ạ. 350.000 một em.
cái dòng này nó phát triển cực kỳ nhanh nhá các bác nhá. Về nhà mọi người chỉ tầm 3 đến 4 tháng thôi là nhìn cây nó khác hẳn, nó sẽ cao vọt lên ạ.